Các bạn nhá, tôi mới đi đám cưới về mà không ăn cơm chỉ uống rượu, bây giờ về đói quá không biết có gì ăn. Nấu cơm thì sẵn có cái nồi này tôi nấu, nhưng mà to như thế này thì nấu nửa bò gạo thì nấu thế nào các bạn? Đây, nồi này là nồi 100, nồi 100 đấy. Đây, không biết là thế nào. Bây giờ tôi sẽ nấu nửa bò gạo vào cái nồi 100 này. Thì các bạn thì nấu thế nào được, cho nước thế nào được, không biết là cách nấu thế nào. Thì bây giờ tôi sẽ nấu một tí, nó hấp quả trứng vào ăn luôn với quả trứng. Đây, củi bếp than này, nấu bếp than. Đây, bây giờ tôi cho bếp vào đã, với tôi chùi nồi đã. Đây, đi chùi nồi. Đây các bạn, chưa đến nửa bò gạo thế này thì nấu cái gì? Đây, bây giờ tôi sẽ nấu cái nồi to này, 100, để xem nấu cái gì này. Các bạn nhìn này, đấy, thì các bạn xem mà nấu thế nào nó chín này. Có nửa bò gạo, chưa đến nửa bò gạo, tôi cho vào tôi bò. Nấu cái nồi to như thế này thì không biết là nấu cái gì. Nhưng bây giờ tôi sẽ nấu cho các bạn xem tôi có cách nấu. Bạn cho nước ở đây, cho nước của nó vào như thế này nấu rồi, cho nhiều thì nó nhão nó thành cháo. Nấu cháo thì lại dễ, nấu cơm ở cái nồi này thì nó hơi khó. Bây giờ tôi sẽ nấu cho các bạn xem. Đây, đây, tôi đưa lên bếp, tôi sẽ có cách nấu cho các bạn xem nhá. Đấy các bạn, đưa lên bếp rồi đấy. Bây giờ phải nấu nghiêng như thế này các bạn này. Đấy, phải nấu nghiêng như thế này mới được. Đấy, bạn nhìn nồi, nồi 100 nấu chưa đến nửa bò gạo đấy. Tôi đang nấu cơm thì cho các bạn cơm. Nấu cơm siêu to nhưng mà ruột siêu bé. Thì hai bố con ăn. Chắc phải mất 15 đến 2 phải đến 25 30 phút ấy, các bạn ạ, thì mới chín được. Này. Quê thì nấu bếp than. Cool.
xem tí nó có thành công không. Nổi to quá. Đây. Mùa đông tới rồi, ngồi bếp lửa thì ấm lắm. Mở nồi xem sôi chưa. Sôi rồi, sôi rồi. Đấy, để tôi lấy cái đũa cái tôi đảo lên. Nóng quá khô rồi, hàn không rồi. Không phải than đúng không ạ, cho lửa là cháy đấy. Kệ thôi, kệ trên bếp thôi. Đây, các bạn à, xem cơm chín chưa. Đây, chín rồi. Đây này. Đấy. Rồi, mang ra ăn thôi. Đây. Đấy. Cơm. Đây các bạn. Ngon quá. Mát luôn. Đấy, làm mát cơm. Các bạn này, cơm chín này, ngon, nó cháy nha. Đấy, đúng vừa bát. Đây. Đây là canh dưa. Đấy, rồi, mời các bạn ăn cơm nhá. Ngon. Ăn cơm mẹ. Rồi. Vâng. Nấu được cơm to, bát canh dưa. Chiều đám cưới rồi, nói quá. Nấu cơm ăn.
Vâng, chào các bạn nhé. Ăn mắc cơm rồi.